Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu vào ví dụ số 1. Ví dụ số 1 là người trong mặt phẳng OY lấy cho điểm A có tọa độ là 2 trừ 1 và điểm B là 0 1. Bài toán yêu cầu tìm ảnh của AB và đường thẳng AB qua phép đối xứng trục. Có ba ý như này, đúng nào? Đối xứng trục là đường thẳng OX, phần B là đối xứng trục là đường thẳng OY và phần C là đối xứng trục là đường thẳng bất kỳ, D là x cộng 2y trừ đi 4 bằng 0. Để chúng ta chú ý rằng mỗi cái ý này, mỗi cái phần A này thì lại có ba ý nhỏ, đúng không nào? Chú ý này, nó tìm ảnh của A, tìm ảnh của B và tìm ảnh của đường thẳng AB. Thì trước hết chúng ta cùng nhau giải quyết cái phần A nhỏ. Là phép đối xứng trục nó là đường thẳng OX. Đối xứng trục là đường OX thì bây giờ ta chú ý thứ nhất này, ta tìm ảnh của điểm A trước, A phẩy, đúng không nào? A phẩy ảnh của A có phép đối xứng trục là OX. Đấy, em viết như này nhá. A phẩy ảnh của A có phép đối xứng trục là OX. Thì suy ra A phẩy có tọa độ bao nhiêu? Em chú ý này, khi đối xứng trục có OX thì ta nhớ biểu thức tọa độ rồi. X phẩy sẽ bằng X và Y phẩy sẽ bằng trừ Y. Khi đối xứng trục qua OX thì cái hoành độ của chúng bằng nhau nhé. Hoành độ của điểm gốc và điểm ảnh giống nhau. Còn tung độ thì sẽ bị đảo dấu. Như vậy A phẩy hoành độ giống nhau là 2, còn tung độ đảo dấu đây 2 trừ 1 chuyển thành 2 1 nhé, A phẩy là 2 1. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có B phẩy, ta viết đây sợ thiếu chỗ, đúng không nào? B phẩy là ảnh của B qua phép đối xứng trục là OX. Thì suy ra B phẩy có tọa độ là như nào nhỉ? B phẩy là x giữ nguyên và y đảo dấu, có nghĩa là 0 trừ 1. Rồi, đấy là chúng ta giải quyết trong hai ý của phần thứ A. Còn đây chúng ta phải giải quyết một ý nữa, người ta hỏi phương trình đường thẳng AB. Ảnh của AB chính là A phẩy B phẩy. A phẩy B phẩy là ảnh của AB qua phép đối xứng trục qua đường thẳng OX. Đó. Thế bây giờ chúng ta có thể xử lý như sau. Chúng ta lại tìm được hai ảnh rồi, đúng không? Chúng ta sẽ viết được cái phương trình của nó, đúng không nào? Viết phương trình A phẩy B phẩy chưa, hoặc là chúng ta có thể viết phương trình AB cũng được. Sau đó ta thay x x phẩy nhá, x phẩy thì bằng chữ bằng x, y phẩy bằng chữ y thì ta thay vào, đúng không? X sẽ bằng x phẩy và y sẽ bằng chữ y phẩy vào. Đấy, ta có hai cách thì nói lại này, ta có hai cách có thể viết phương trình đường thẳng AB ra, thay biểu thức tọa độ vào. Hoặc là người ta viết trực tiếp phương trình đường thẳng A phẩy B phẩy như thế thôi. Bài này chúng ta